Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Những lá cờ đầu của ngành bảo hiểm xã hội Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng và hiệu quả trong nhân dân. Trong thời gian qua, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn, thường xuyên bồi dưỡng tập huấn theo định kỳ, chủ động tham mưu tuyên truyền các văn bản pháp luật, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo hướng dẫn toàn diện thống nhất công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, phong phú, ngày càng được đổi mới, nội dung tuyên truyền ngày càng có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 9.400 hội nghị cho hơn 1 triệu đại biểu, in cấp phát hơn 1 triệu cuốn tài liệu, đăng tải 6.300 tài liệu, tin bài trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. Các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật đã được biên soạn phù hợp cho từng đối tượng, địa bàn, có hình thức nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu, được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận đón đọc, tìm hiểu. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai linh hoạt, đa dạng hình thức, đem lại những hiệu quả thiết thực. Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đó là cái mốc, là cái cơ sở quan trọng để cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Và đó là cái nền tảng để chúng ta xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Và đặc biệt là cán bộ và nhân dân thực hiện tốt pháp luật, đó là cái nền tảng căn bản để góp phần quyết định sự thành công trong quá trình chúng ta tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do vậy mà trong thời gian qua thì hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục trên địa bàn huyện Đông Sơn về tuyên truyền pháp luật được quan tâm đặc biệt. Hình thức nội dung tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đổi mới, như ngoài việc cái tổ chức hội nghị còn tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trên trang thông tin điện tử của các ngành, trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, trên mạng Zalo, Facebook. Các hình thức này phù hợp với các đối tượng. Nội dung tuyên truyền thì đổi mới theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. Trong năm 2023, công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 4.183 tổ hòa giải ở cơ sở với 26.733 hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 4 đến 7 hòa giải viên. Đa số các tổ trưởng tổ hòa giải do trưởng thôn, bản, khối phố đảm nhận. Các thành viên khác gồm trưởng các đoàn thể như mặt trận, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, người cao tuổi. Trong năm đã tiếp nhận 3.214 vụ, hòa giải thành công 2.750 vụ, đạt tỷ lệ 85%. Tổ hòa giải phải bám nắm tình hình của địa phương, của thôn bằng nhiều kênh. Đó là đảng viên phụ trách cụm dân cư, rồi là thành viên của tổ an ninh trật tự xã hội, rồi cộng đồng dân cư và ban cán sự thôn của các tổ chức chính trị xã hội của thôn. Từ những cái nắm bắt kịp thời, cho nên trong thời gian vừa qua, thôn chúng tôi không để xảy ra những vấn đề an ninh trật tự phức tạp. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai quán triệt kết luận số 80 của Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư ngày 9 tháng 12 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đến các cấp các ngành, luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản khác liên quan để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành các cấp trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ hai là tham mưu triển khai kịp thời các luật mới được Quốc hội thông qua. Ba là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong bằng các hình thức như Zalo, trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.
Năm 2024, các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở, tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ nòng cốt, trường các tổ chức chính trị xã hội, hòa giải viên ở cơ sở để lực lượng này thực sự phát huy vai trò là cầu nối truyền tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng biển, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời khen thưởng, khuyến khích những mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho năm 2024 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị của ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích nổi bật trong thực hiện công tác chuyên môn và trong các phong trào thi đua do ngành phát động. Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn nhiều năm nay là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành bảo hiểm xã hội, là huyện đồng bằng ven biển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng. Năm 2023, toàn huyện có gần 123.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.249 người so với cùng kỳ năm trước. Diện bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5% dân số, vượt 1,5% chỉ tiêu được giao. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 của Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn đạt trên 316 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao và tăng so với cùng kỳ năm trước gần 30,2 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo kịp thời. Tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội bằng 0,77% dự toán giao thu. Với những thành tích đó, Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua là một trong những đơn vị xuất sắc trong hoạt động của toàn ngành. Để đạt được kết quả đó thì năm 2023, thì Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn cũng đã thực hiện tốt cái công tác tham mưu, công tác phối hợp, thực hiện kịp thời các cái chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Với tinh thần lấy khó khăn thử thách làm động lực để phấn đấu, tập thể Bảo hiểm xã hội Nga Sơn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Một số các kết quả nổi trội trong năm 2023 là thực hiện vượt mức chỉ tiêu dự toán giao về công tác thu, nhiều kết quả thực hiện rất là khả quan. Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn cũng là đơn vị có truyền thống thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những năm qua. Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có bước tăng trưởng khả quan, vượt kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được kiểm soát ở mức thấp nhất. Công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Với những kết quả đó, Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn là đơn vị có thành tích nổi trội của toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023. Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn đã phát triển được hơn 186.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và vượt so với năm 31 tháng 12 năm 2022 là hơn 3.000 người. Và tổng số thu của năm 2023 thì Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn đã thu được 542 tỷ đồng, vượt so đạt với lại 103,4% kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Năm 2030, các chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 60% và 50%. Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, trên 97%. Điều này đòi hỏi cán bộ, công chức ngành bảo hiểm xã hội phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra và ngày càng thực hiện tốt hơn các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.